Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với ngày hôm nay. Thì nếu như các bạn là những cái người mà theo dõi kênh YouTube của mình trong khoảng thời gian dài thì các bạn đều biết là mình rất là nhiều lần nhắc về cái vấn đề là kiểm soát tâm lý cũng như là tâm lý khi giao dịch nó có cái tầm quan trọng như thế nào. Mình nghĩ rằng là cái tâm lý giao dịch nó sẽ chiếm đến 70-80% cái việc mà bạn có thể là chiến thắng ở trong cái thị trường này hay không. Thế nên là cái vấn đề về tâm lý giao dịch nó sẽ cực kỳ là quan trọng, và mình nghĩ rằng là cái vấn đề này nhắc bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ là đủ. Thế nên là trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về 4 điều mà mọi người sẽ cần biết nếu như mọi người không muốn bị cháy tài khoản. Mình nghĩ rằng đây sẽ là những cái vấn đề mà cũng những cái bạn mới theo dõi kênh YouTube của mình mà các bạn chưa có dịp theo dõi những cái video trước sẽ vô cùng là cần thiết phải biết được 4 cái điều này là gì để mà các bạn có thể kiểm soát tâm lý qua giao dịch các bạn một cách tốt hơn. Ở đây thực sự là những cái kinh nghiệm mà mình cũng đã đúc rút qua rất là nhiều năm giao dịch thì mình mới chia sẻ được với mọi người. Thì hy vọng là sau cái video mọi người sẽ có thể là có được những cái thông tin hay và hữu ích. Điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm nếu như các bạn không muốn cháy tài khoản ấy, đó là các bạn phải dừng giao dịch khi mà các bạn xuất hiện những cái chuỗi lệnh thua liên tục. Kể cả các bạn là giao dịch Bitcoin, các bạn là giao dịch Forex, các bạn chơi Margin hay là các bạn chơi Bio đi chăng nữa, thì cái vấn đề là đôi khi các bạn sẽ phải đối mặt, đó chính là các bạn xuất hiện những cái chuỗi lệnh thua liên tục khi mà cái thị trường nó không ủng hộ cho cái chiến thuật giao dịch của các bạn. Đây là cái điều mà hết sức là bình thường và ai cũng sẽ gặp phải. Cái vấn đề là mọi người sẽ đối phó với nó như thế nào, mọi người có vượt qua được nó hay không. Và những cái người không vượt qua nó thì thường là mọi người sẽ cháy tài khoản tại cái thời điểm này. Thì bất cứ một cái chiến thuật nào nó sẽ đều có cái xác suất thắng và cái xác suất thua, và nó sẽ chỉ có thể là ứng dụng trong một cái khoảng thời gian nhất định ở trong một cái điều kiện nhất định của thị trường mà thôi. Và đôi khi thì thị trường nó đi quá là khó đoán và nó sẽ không đúng theo cái chiến thuật mà chúng ta đã đặt ra, dẫn đến cái vấn đề là chúng ta sẽ xuất hiện những cái chuỗi lệnh thua liên tục. Và cái việc kiểm soát tâm lý ở trong cái thời điểm này nó sẽ vô cùng quan trọng. Thì đối với bản thân mình ấy, thì khi mà mình xuất hiện những cái chuỗi lệnh thua liên tục như vậy thì mình thường là mình sẽ dừng giao dịch. Và mình luôn luôn là có một cái thông báo lên trên cái nhóm Telegram của mình, cái nhóm đánh margin ấy. Thì các bạn có thể thấy ở trên mình là khi nào mà mình cảm thấy là hôm đó mình không ổn, hoặc là khi nào mình cảm thấy là cái chiến thuật giao dịch của mình ngày hôm đó nó không được thị trường ủng hộ, thì mình sẽ ngừng giao dịch. Và mình cũng thông báo với anh em là mình cũng ngừng giao dịch thôi. Đó là cái điều mà hết sức là bình thường và mình nghĩ là cần thiết. Chúng ta không nên cố gắng trade khi mà bản thân chúng ta đang thiếu sự tự tin, cũng như là khi mà thị trường đang thực sự là nó không ủng hộ cho cái chiến thuật của chúng ta. Thì mình nghĩ đây là cái điều thực sự là cần thiết. Chúng ta phải biết được cái giới hạn của bản thân, chúng ta phải biết được cái điểm dừng, nó là cái điều vô cùng là quan trọng. Hay là khi mà mình trade bio đi chăng nữa thì cái việc mà biết điểm dừng nó lại còn có cái tầm quan trọng cao hơn nữa. Thì khi mà trade bio thì cái thời gian nó sẽ nhanh hơn so với trade margin, đúng không? Chỉ 30 giây là chúng ta sẽ phải quyết định xem là cái cây nến sau chúng ta đánh như thế nào. Thế nên là cái việc xuất hiện 3 hay là 4 cái lệnh thua liên tục trong cái việc trade bio nó thực sự là dễ gặp phải. Nếu như chúng ta không biết cách vượt qua nó như thế nào, chúng ta overtrade, chúng ta tiếp tục trade cho đến khi nào chúng ta xuất hiện những cái lệnh thắng, thì đó thực sự là một cái sai lầm, một cái thảm họa khi mà chúng ta giao dịch ở trong cái hình thức giao dịch này. Thì khi mà mình giao dịch bio thì thường mình sẽ không đánh khi mà mình thua quá 3 lệnh. Có nghĩa là quá 3 lệnh thôi là mình sẽ dừng, mình đợi cho đến khi nào mà thị trường nó ổn định trở lại, hoặc là mình đợi cho đến khi nào mà tâm lý mình nó ổn định trở lại thì mình mới giao dịch tiếp. Và đây cũng là một cái sai lầm mà mình thấy là rất là nhiều bạn là mắc phải. Khi mà các bạn bị cuốn vào thị trường rồi các bạn không vượt qua được, đó là các bạn vẫn giao dịch khi mà các bạn đã thua trước đó quá nhiều lệnh. Đây là cái điều mà các bạn sẽ cần phải khắc cốt, ghi tâm nếu như mà các bạn muốn tồn tại ở trong cái thị trường này, và nếu như các bạn không muốn bị cháy tài khoản một cách quá nhanh. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải lưu nhớ đó chính là các bạn không giao dịch khi mà các bạn đang xuất hiện những cái chuỗi lệnh thua liên tục, đúng không ạ? Điều thứ hai mà mình muốn nhắn nhủ với mọi người đó chính là mọi người hãy hạn chế giao dịch và tăng volume khi mà mọi người xuất hiện những cái lệnh thắng liên tục. Điều này nghe có vẻ là nó hơi vô lý, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta thua liên tục thì chúng ta ngừng giao dịch, chứ chúng ta đang thắng liên tục thì chúng ta tại sao chúng ta lại phải ngừng giao dịch? Mọi nghe thực sự nó rất là vô lý. Tuy nhiên theo cái trải nghiệm và theo cái kinh nghiệm của bản thân mình thì điều này thực sự nó lại là rất là cần thiết. Bởi vì sao? Khi mà các bạn đang xuất hiện những cái lệnh thắng liên tục ấy, thì các bạn sẽ nghĩ rằng hôm đó sẽ là một ngày của các bạn, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ các bạn có thể là lên tới 80 hoặc 90% hoặc là 100% là cái chuyện hết sức là bình thường. Khi mà chúng ta quá tự tin thì chúng ta sẽ dễ gọi là đánh mất bản thân mình, chúng ta sẽ dễ chủ quan, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nghĩ rằng là cái việc kiếm lợi nhuận nó dễ dàng quá. Và sau một cái chuỗi lệnh thắng thì theo cái kinh nghiệm của bản thân mình ấy, thì cái tâm lý của chúng ta sẽ muốn là những cái chuỗi lệnh sau chúng ta sẽ
tăng cái volume lên để mà chúng ta có thể là tăng cái lợi nhuận lên cao hơn. Và đây thực sự mới chính là cái điều mà sẽ khiến cho các bạn phải trả giá. Hoặc là khi mà các bạn đang có một cái chuỗi lệnh thắng thì chúng ta sẽ vào lệnh nhiều hơn với cái mong muốn là chúng ta sẽ có thể là có cái lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên thì khi mà vào lệnh ở những cái lệnh sau mà bắt đầu chúng ta thua ấy, thì chúng ta sẽ có cái tâm lý là chúng ta sẽ muốn trả thù. Đó, các bạn hiểu không ạ? Thì đấy là chính là cái tâm lý khi mà một người bình thường giao dịch, và tâm lý này bản thân mình cũng đã trải qua rồi và mình rất là hiểu. Thế nên là tại sao mình mới nhắn nhủ cái điều thứ hai, đó là các bạn không nên giao dịch quá nhiều hoặc là giao dịch nâng cái volume lên khi mà các bạn đang trong một cái chuỗi lệnh thắng, thì rất dễ sẽ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ chủ quan. Thì đó là cái cách thức để chúng ta có thể bảo toàn được cái lợi nhuận của chúng ta. Rất là nhiều bạn có thể thắng 8, 9, 10 lệnh liên tục, tuy nhiên chỉ thua có 1, 2 lệnh là toàn bộ cái số tiền của các bạn đã bị cháy sạch. Đó, đây là cái điều mà mình gặp rất là nhiều lần và mình cũng đã tư vấn rất là nhiều lần rồi. Thế nên là các bạn cũng đừng có chủ quan. Và kể cả khi mà các bạn giao dịch margin đi chăng nữa thì các bạn cũng nên set cho mình một cái target phù hợp cho cái lệnh đó và cho cái ngày hôm đó. Nếu như hôm đó là một ngày thuận lợi, các bạn sớm đặt target, các bạn sớm đặt lợi nhuận thì các bạn có thể nghỉ ngơi. Nếu mà các bạn vào lệnh tiếp thì các bạn phải giảm volume đi, đó, để mà bảo toàn cái lợi nhuận các bạn đã kiếm được, chứ không phải là các bạn tăng volume lên với cái mong muốn là các bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Các bạn hiểu không ạ? Thì đó là cái điều mà các bạn sẽ cần phải thực hiện và bản thân mình cũng đang thực hiện để mà chúng ta có thể giữ được cái profit của chúng ta trong cái tầm kiểm soát, và cái chốt lỗ của chúng ta cũng trong cái tầm kiểm soát nữa. Cái việc kiếm lợi nhuận thực sự nó không hề khó như các bạn nghĩ. Tuy nhiên cái việc giữ được cái lợi nhuận đó lâu hay không ấy, nó là cái điều mà mới thực sự là khó khăn. Và có rất là nhiều người kiếm được 5 tỷ, kiếm được 10 tỷ tuy nhiên không quản lý vốn, và họ vẫn muốn kiếm nhiều hơn nữa, và đó chính là lúc mà họ sẽ phải trả lại toàn bộ cái số tiền này cho market. Thì đó là cái điều thứ hai mà mình muốn nhắn nhủ với mọi người. Cái điều thứ ba mình muốn nhắn nhủ với mọi người, đó là các bạn không nên giao dịch khi mà thị trường nó đang quá khó khăn. Thực sự đây là một cái điều mà nghe cứ tưởng là dễ, tuy nhiên thì không phải ai cũng làm được. Nó như kiểu mà khi mà các bạn đã nghiện một cái gì đó thì bảo các bạn, ví dụ các bạn nghiện thuốc lá, các bạn bảo các bạn không hút thuốc lá trong một ngày, các bạn có cảm thấy khó chịu không ạ? Cái công việc trade ấy, và cái cảm xúc khi mà trade nó rất là dễ tạo ra những cái gọi là sự gây nghiện cho chúng ta. Tức là khi chúng ta đã quá quen với cái cảm xúc giác đấy rồi, và một ngày mà chúng ta không giao dịch, một ngày chúng ta trade, một ngày là chúng ta không thể chịu được, chúng ta cảm thấy rất là bứt rứt, cảm thấy rất là khó chịu. Đó, bản thân mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi. Thế nên là trước một ngày chúng ta giao dịch, chúng ta phải nhìn xem là thị trường ngày hôm đó nó có thực sự ổn định để chúng ta giao dịch hay không. Đôi khi vào những ngày mà có những cái thông tin lớn nó tác động, hoặc là đôi khi có những ngày gọi là ngày bão, thị trường nó dao động quá mạnh mà chúng ta cảm thấy là cái phần thua của chúng ta đang cao hơn cái phần thắng, hoặc là chúng ta cảm thấy là chúng ta không chắc chắn thắng, thì chúng ta không nên giao dịch vào những cái ngày như vậy. Đôi khi chúng ta đứng ngoài nhìn thị trường nó đã là chiến thắng rồi, bởi vì tiền của chúng ta vẫn còn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta giao dịch mà chúng ta biết là cái phần thắng của chúng ta thấp hơn thì chúng ta đã mất tiền rồi, đúng không? Còn khi mà chúng ta đứng ngoài chúng ta nhìn thị trường thì đôi khi chúng ta đã là chiến thắng khi mà chúng ta không bị mất tiền rồi. Thì có rất là nhiều thời điểm trong khi mà mình giao dịch trên thị trường, mình không tìm được cái điểm vào lệnh, mình cũng không tìm được cái cảm giác vào lệnh, thì mình thường thông báo lên cho anh em là ngày hôm đó chúng ta không nên vào lệnh, chúng ta không nên giao dịch. Thì đôi khi đây đã là một cái quyết định thực sự nó rất là sáng suốt, chúng ta không cần phải cố chúng ta giao dịch làm gì cả để mà chúng ta phải nhận lại cái trái đắng. Mình đã rất là nhiều lần mình cố giao dịch rồi, và mình cũng đã rất là thấm thía. Thì có thể là các bạn nào mà chưa trải qua thì có thể là không hiểu cái cảm giác của mình đang nói. Tuy nhiên bạn nào mà trải qua rồi thì chắc chắn là cũng sẽ rất là thấm cái cảm giác đấy rồi, đúng không ạ? Mình nghĩ là các bạn có thể để mà trải nghiệm. Tuy nhiên thì cái học phí để trải nghiệm nó thực sự là không nên là quá nhiều, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta nên luôn luôn biết cái điểm dừng của chúng ta, biết cái giới hạn của chúng ta, và biết hôm nào là cái ngày mà chúng ta có thể giao dịch được. Thì đó là cái điều mà thứ ba mình muốn chia sẻ với mọi người. Và cái điều cuối cùng mà mình muốn nhắn nhủ với mọi người ấy, đó chính là mọi người không cần thiết phải dán mắt vào màn hình 24/7. Đó, thực sự là cái điều khó khăn nhất khi mà các bạn giao dịch đó chính là các bạn ngồi, các bạn canh một cái điểm vào lệnh. Đó, khi mà các bạn vào lệnh rồi thì các bạn đã phải có cái chiến thuật nó hợp lý cho cái lệnh đó, cái tỷ lệ risk and reward là bao nhiêu. Thì cái thời gian mình nghĩ là mất thời gian nhất đó chính là cái thời gian chúng ta chờ đợi để mà có được một cái điểm entry tốt. Và khi mà chúng ta đã có được một cái điểm entry tốt thì những cái take profit hay những cái stop loss các bạn có thể là đã lên kế hoạch từ trước. Thế là chúng ta không việc gì chúng ta phải dành quá nhiều thời gian chúng ta quan sát, chúng ta nhìn vào điện thoại, và chúng ta có luôn luôn có một cái sự thôi thúc trong người chúng ta là chúng ta phải làm cái gì đó để mà chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận. Thì thực sự là không phải là như vậy. Theo cái kinh nghiệm của mình thì cái công việc
trading ấy, 8% các bạn sẽ phải dành cho cái công việc chờ đợi. Nếu như các bạn dành và 20% là các bạn thực sự là giao dịch đó, còn 80% là các bạn phải chờ đợi. Và nếu như các bạn sử dụng 80% cái thời gian chờ đợi này mà các bạn chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, các bạn quên đi những cái công việc ở bên ngoài cũng như là quên đi những cái sinh hoạt khác, thì nó thực sự là một cái sai lầm. Nó sẽ không khiến cho các bạn kiếm lợi nhuận một cách nhanh hơn đâu, mà nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy stress hơn rất là nhiều. Thế nên là cái điều quan trọng đó chính là khi mà các bạn giao dịch, đó là các bạn sẽ cần phải học và các bạn có được một cái chiến thuật giao dịch nó thực sự là hiệu quả. Và khi mà các bạn đã áp dụng cái chiến thuật đó rồi thì các bạn hãy tuân theo. Các bạn đôi khi các bạn không cần phải canh thêm xem là nó đã lên được đúng cái target hay chưa, hoặc là đã hit stop loss hay chưa. Ở trên những cái sàn giao dịch nó sẽ có những cái chế độ gọi là đặt để mà khi mà giá nó chạm đến cái target đó thì điện thoại nó sẽ báo cho các bạn, đúng không ạ? Thì các bạn có những kế hoạch cụ thể và các bạn hãy set những cái mức giá quan trọng, và khi mà giá nó tụt đến cái mức giá đó thì điện thoại nó sẽ báo, lúc đó các bạn mới vào các bạn xử lý thôi, chứ các bạn không cần phải thiết rồi phải lúc nào cũng chăm chăm nhìn ngồi canh điện thoại xem nó đã đến cái target mà mình mong muốn hay chưa. Thì đó là cái điều mà thực sự nó không cần thiết, nó sẽ tốn nhiều thời gian cũng như là tốn nhiều cái trí lực của các bạn, mà nó thực sự nó cũng không giải quyết được cái vấn đề là các bạn đã có lợi nhuận hay không đâu. Cái vấn đề mà tìm ra cái điểm vào lệnh cũng như là cái kế hoạch khi mà vào lệnh như thế nào nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều so với cái việc của chúng ta ngồi, chúng ta ngắm, chúng ta chờ đợi, chúng ta xem cái màn hình điện thoại của chúng ta, đúng không ạ? Thì đó là bốn cái điều mà mình đã đúc rút ra sau khi mà mình đã có rất là nhiều cái trải nghiệm trong cái vấn đề về trading. Thì hy vọng là sau cái video này các bạn xem xong, mình biết là các bạn xem xong các bạn sẽ không thể nào mà các bạn áp dụng ngay được vào đâu. Các bạn nào mà trải qua rồi thì các bạn sẽ hiểu được những cái gì mình nói. Những bạn nào mà mới thì các bạn cũng nên nghiền ngẫm thật là kỹ lưỡng trước khi mà các bạn giao dịch, cũng như là mỗi khi mà chúng ta giao dịch chúng ta nên đặt ra cho mình một cái kỷ luật cho bản thân mình, và chúng ta biết được cái giới hạn của chúng ta trong cái ngày hôm đó là như thế nào để mà tránh mắc phải những cái sai lầm đáng tiếc. Thì trong thời gian tới mình sẽ có thể là có thêm những cái video liên quan đến vấn đề tâm lý giao dịch, mình sẽ chia sẻ với mọi người. Mình nghĩ là nó sẽ không thừa đâu, có thể là nó sẽ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên nếu như mọi người ở trong cái thị trường này đủ lâu thì mọi người sẽ thấy rằng cái vấn đề tâm lý giao dịch nó không bao giờ là sai, và cái vấn đề nhắc đi nhắc lại nó không bao giờ là đủ cả. Đó, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần khoảng thời gian tương đối dài để có thể hấp thụ được những cái kinh nghiệm đó, và hy vọng là trong thời gian tới các bạn sẽ đón xem và đón nhận những cái video tiếp theo của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này, và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.